kéo sẽ cặn vào đầu kìa. Ở trong này thì mấy anh em chuẩn bị cái giớt này này anh em. Hello anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại kênh mình anh em. Anh em ơi, hôm nay quay ghi hình lại cái cảnh bắt chuột rồi anh em. Giết cụ chuột ha. Giờ này cũng khoảng cỡ 5:30 chiều ha anh em. Đấy, mình sẽ ghi hình lại cho anh em coi ha. Đây, máy xe kéo, xe cắt rồi đầu kia. Ở trong này thì mấy anh em chuẩn bị cái cù á. Cái giớn anh em. Thấy chưa? Đây. Xong hết rồi ha. Đây anh em ơi. Đấy. Đây anh em thấy ha. Đây cái giớn nè anh em. Đó, đắp gom dài dài theo nha. Đấy. Đó, máy cắt cái đường xéo để giờ phải khắn nha. Để mà giết chuột ha. Đây. Đó. Đây cái máy xéo của anh em cắt nè. Chuột hiện giờ trên cánh đồng nhất miếng đất này xung quanh ta xả lúa hết ha. Còn lại cái miếng đất này không anh em. Đấy. Đây. Giờ này cắt buổi tối nữa. Nãy giờ chuột gai chụp nhiều, khá là nhiều đó anh em. Cho nên quyết định giết cụ ha. Đây anh em ha. Trong cái đội này gồm có đội mấy công đoàn dắt lúa nè anh em. Đấy. Anh em dắt lúa rồi công đoàn máy kéo máy cắt thì tập trung ra đây nè. Đông lắm nha anh em. Đây đất này tới hậu ngàn luôn ha. Đây ở trên dưới là khoảng cỡ 20 người ha anh em ha. Đấy. Mình sẽ ghi hình lại cảnh này cho anh em coi ha. Lâu lâu mới có cái cảnh dí cụ chuột nha anh em. Và miếng đất này còn lại đó anh em. Còn lại của mình trên nè. Xung quanh tới là mặn hết trơn rồi. Cho nên chuột có tập trung vô miếng đất này anh em. Đấy. Đúa bị chuột cắn cũng khá nhiều anh em. Nè anh em thấy không. Cắn xả bỏ nhóc trơn. Đấy. Nó cũng làm thiệt hại năng suất lắm ha. Anh em thấy đường bương nè. Đấy. Đấy. Nè, nó cắn xả bỏ nè nè. Rất là nhiều ha. Chuột thì gây thiệt hại cho nông nghiệp dữ lắm anh em ha. Đấy nè. Đó. Nên nó gây thiệt hại cho nông nghiệp. Bây giờ anh em mình xúm lại mình ăn thịt nè. Anh em ơi. Đây ha anh em. Đây, trên tay anh ấy được một chùm chuột nha. Đây, đây. Sống đó. Đây là đứng hai bên vàng mé nha, trời nha. Để mấy cắt tới là chuột chạy ra là chụp nha. Đấy. À. Đấy. Đây nghe anh em, đây tuốt chảnh anh em. Bị chảnh á, là dậy sóc chảnh chân kìa. Đó. Tập trung chảnh nó lùa dài dài xuống anh em. Do là hầu ngàn mình lên chảnh không chạy xuống không kịp anh em ơi. Đứng đây nhìn lên. Quá trời luôn ha. Chiều mát chụp chuột rất là vui nha anh em. Đây anh em, lúc này trời hơi tối nha anh em. Bật lát lên quay đỏ anh em ơi. Đó, chuột chạy ra anh em chụp kìa. Anh em thấy ha, dữ dội ha. Đấy. Lùa dài dài xuống nha anh em. Người ta đất này đông dữ dội luôn ha. Đây. Này mấy nè. Mấy cắt lùa dài dài xuống anh em ơi. Giờ này ngoài đồng lúc này trên dưới 30 người anh em. Anh quẩy được một bao chuột nha anh em. Đấy, mỗi người một bao. Đây. Ông chủ mấy cắt này cũng chịu dí cụ chuột đó nè. Đây.
bao này có 4-5 ký, cái chục ký anh em ơi. Hồi nãy 7 ký lô rồi đó. 7 ký lô rồi đó. Chớp giờ là nó là chục rồi đó. Đó, chụp kìa anh em ơi, chụp kìa, đó, chụp ra là. Đây. Cắt lúa như thế này là vui nhất nha anh em. Đâu lắm mấy con miếng lúa gì. Đấy, dí cù. Chuột mà chạy ra là không thoát khỏi nha anh em. Ba bốn chục người đứng hai bên là cái gì là không thoát khỏi á. Đó. Đó. Giờ này hơi tối anh em. Trời quá tối anh em ơi. Trời này cũng 6 giờ mấy chiều rồi. Đây. Đây là cái điểm về cuối cùng ha. Đấy. Ai thấy nè ha. Điểm về cuối cùng nha. Đây cái rọ nè anh em. Điểm tập kết ra Bắc nha. Xẹo người ta luôn nha anh em. Nói hù rồi. Đấy. Vô tới đích rồi anh em ơi. Tới đích rồi nè. Đó, mấy căn vô tới đích này nha. Đấy, điểm về cuối cùng nha. Điểm tập kết, vô điểm tập kết rồi anh em ơi. Đấy. Đúng nha, hai mé lấy nguyên bài ha. Gom nè nè, vô tay thẳng nha. Đó, rung kinh đắt hết trơn, rung kinh trơn anh em ơi. Quá trời chạy vô anh em ơi. Mấy cắt cây chậm chậm lại nha anh em. Rồi vô nè, đó, cũng kinh kìa. Đây, ôi, nó chạy vô kìa anh em ơi, tao vô kìa. Quá rồi. Quá anh em ơi. Chuột chuột vô hang anh em ơi, quá rồi. Quá nè. Ở cây mà tính nó lại đi. Quá khứ anh em ơi. Quá anh em ơi. Trội ra quá nhiều anh em ơi. Hết biết rồi. Đây, 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 đây. Đó, con chó kìa. Chấp. Quá anh em ơi. Quá tạ anh em ơi. Đây, 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 đây. Có chùi vô cơm nó hay gì á. Kê, 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 chạy vô rồi, chạy vô rồi. Quá anh em ơi. Đây. Ồ. Cá chột à. 4-5 ký hả? Trời ơi. Má nó dội trơn. Dội trơn nãy nhóc. Được nhiêu anh em ơi. Dội mà nó đó. Sao mình ăn mới giống hay không? Quá rồi anh em ơi. Lý gì sao? Lá chỉ mấy mấy cắt ly nó mò cái cục lúa đó nghe. Quá trời.
Có hồ bao nào giống đầu giác, có bao nào giống là giác giác rồi hết rồi. Chú nghe rồi. Đây thành quả anh em, thành quả của anh em nè anh em ơi. Mấy chục ký à nghe? 30 ký á. Đây. Mày được mấy con Vĩnh? Là 6 con. Đâu? 6 con. Lính ruột, lính ruột của mình anh em ơi. 6 con. Rồi, 6 con rồi anh em ơi. Rồi. Đây, trời ơi. Ủa, đây một chùm chuột này anh em ơi. Đấy. Hết biết rồi. Cái cục lúa chỗ này cái như là tiêu luôn rồi, hết thấy cây nào luôn rồi. Hả? Có. Ở chỗ này chuột chắc béo lắm. Chưa béo không được rồi. Mưa mưa. Đây anh em, thành quả của anh em tôi với cụ ha. Dính nó là cha. Này cha nắm luôn nó cha. Khoảng cỡ này khoảng cỡ chục ký anh em ơi. Chục ký. Mọi người chục chục nãy giờ nhiều lắm ha. Nãy đang cái miếng lúa này khoảng cỡ 40-50 ký chuột à. Khoai nãy mà dí tự chở nước bụng đây là nhóc nhiều cái này tao máu. Giờ bắt cái mằng cái đầu nướng ha anh em ha. 8 con. Mày không bắt được đâu. Không biết bắt được. Còn đập vậy nó cắn. Đây là mằng rồi nghe anh em. Chuẩn bị chia ra ha. Từ một con nhỏ ha. Cho ông chủ nhà máy. Chủ nhà máy rồi này kia. Ít con ha. Đấy. Cắt lúa với cụ rất là vui nghe anh em. Đấy. Còn đây thì... Đó, còn đây là mấy anh em tôi bắt gà ha. Giờ hãy xuống nước cho nó chết hết đi cho lẹ. Rồi video mình đến đây kết thúc anh em ơi. Như vậy là thành quả của anh em mình với cụ chuột cũng được bộn bộn ha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha. Anh em ủng hộ kênh ha, bằng cách hãy đăng ký ha. Và nhấn vào hình cái chuông để cập nhật những video mới nhất ha. Đây mọi người bọc bọc lên anh em. Đây. Gọi máu luôn rồi.